em Kim Thanh Mến chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với kênh Kim Moon Cơ Giới VN. Thì cái buổi trưa ngày hôm nay là em vừa mới chốt cho anh trai ở Lào Cai nha, sản phẩm Cobenco SK135SR. Thì cái này là chốt online, thì trước khi mà em bảo dưỡng thì em sẽ quay sơ bộ tổng thể lại cái chiếc xe và tiến hành bảo dưỡng cho nó đẹp để về làm dâu ở Lào Cai. Thì cái sản phẩm này là dàn chân đồ này kia là anh ruột có yêu cầu là mình làm đẹp lại hết luôn. Đấy, cho nên là em chỉ quay sơ bộ trước khi bảo dưỡng thôi. Và cô chú anh chị mình đón xem cái sản phẩm mà em Kim bảo dưỡng cho khách hàng chốt qua online ở Lào Cai nhé. Dạ vâng, anh trai ơi, thì em vừa mới test xong cho anh xem á, cái này là em test trên cái chế độ gọi là 30 đến 40% ga thôi chứ không có lên tới nửa ga.
tại vì nó nằm ở ngoài lộ quá cho nên là mình test cũng không có được thoải mái đâu, nó quơ, nó hơi hạn chế, với lại ở trên gào này thấy không, ở trên nóc á. Nhưng mà cắt xích đồ này kia cắt cái thì em có quay cho anh rồi đó, nó cũng khá là ok. Giờ anh gửi cái video này cho gia đình xem là họ yên tâm à, tại vì xe thì nói chung nó cũng chất lắm, chỉ có bây giờ là mình tiến hành mình bảo dưỡng thôi. Thì theo cái yêu cầu của anh thì em có lên cái lịch và giấy bảo dưỡng rồi. Bây giờ là em cho tiến hành bảo dưỡng nha. Tại vì khi mà tháo xích ra rồi thì em không có chạy test cho anh xem được. Rồi, cảm ơn anh trai đã tin tưởng và ủng hộ nha. Thì đây là công ty em. Đây em quay sơ bộ cho anh xem ha. Đấy. Đấy. Rồi. Giờ là em cho thợ là em đã đặt xích rồi. Cũng như là đặt gào rồi. Giờ là tiến hành mình bảo dưỡng cho mình luôn nha.